Là cư sĩ thì có khả năng tái sinh về trời Đâu Xuất để gặp Di Lặc Bồ Tát không ạ? Để quý vị sanh về cõi Đâu Xuất thì quý vị phải giữ bát quan trai giới ha. Cho nên là cư sĩ thì được thôi. Quý vị giữ bát quan trai giới thì quý vị, và quý vị có nguyện nha, nguyện lên trên đó thì quý vị sẽ được lên trên đó.